Xin chào cả nhà, em Huế đã có kinh nghiệm làm việc hơn 10 năm trong ngành thẩm mỹ, spa và skincare tại Việt Nam. Thì được thường xuyên đi du học cũng như là nghiên cứu về những cái sản phẩm làm đẹp mới nhất ở tại Hàn Quốc. Em Huế nhận thấy rằng là ở thị trường Hàn Quốc thì rất ít những cái spa nhỏ và thẩm mỹ viện nhỏ kiểu như ở Việt Nam. Bởi vì nguyên nhân là do ở Hàn Quốc thì người dân họ đã biết sử dụng những cái sản phẩm ở tại spa nhưng mà được sử dụng ở tại nhà và cái hiệu quả của họ thì giống như là đi spa. Chính vì thế thì với những cái kiến thức làm đẹp trong ngành spa và thẩm mỹ, em Huế nhận thấy rằng là nếu như chúng ta có thể sử dụng được những sản phẩm ở tại spa thì chúng ta có thể tiết kiệm được hàng chục triệu đồng cũng như chủ động được về mặt thời gian, mà hiệu quả thì không khác gì chúng ta được chăm sóc ở tại spa. Thì với kinh nghiệm ở trong nghề thì em Huế đã tìm hiểu và lựa chọn dòng sản phẩm chất lượng đến từ thương hiệu December của Hàn Quốc. Đây là thương hiệu thuộc tập đoàn Hygiene PCNT, một trong những tập đoàn dược mỹ phẩm lớn nhất ở tại Hàn. Thì họ chuyên cung cấp những cái vật tư, vật liệu và những cái sản phẩm trị liệu chuyên sâu cho những cái bệnh viện thẩm mỹ ở tại Hàn Quốc và 31 quốc gia, trong đó là có Việt Nam. Thì ở Hàn Quốc thì rất là nổi tiếng và cái thương hiệu December này thì ai là người dân Hàn Quốc người ta cũng biết đến cái thương hiệu này. Bây giờ thì mọi người hãy cùng Huế trải nghiệm những cái sản phẩm của dòng December để chúng ta có thể làm đẹp ở tại nhà nhưng mà hiệu quả thì giống như là chúng ta được chăm sóc ở tại spa nhé.